Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 8 tháng 1 năm 2023. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, sau được tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 đến 8 độ vĩ bắc, ít thay đổi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung bộ quan động ổn định, nhiễu động trong đới gió đông trên cao còn ảnh hưởng đến khu vực Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu nhiều mây có mưa dài nơi, ngày nắng yếu, có lúc gián đoạn, sáng sớm trời se lạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nên nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 21 đến 23 độ và cao nhất từ 27 đến 29 độ. Xin chuyển sang thời tiết các địa phương trong tỉnh. Thành phố Bạc Liêu ngày nhiều mây, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, cao nhất 29 độ. Quyện Phước Long, ngày nhiều mây, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, cao nhất 29 độ. Tại huyện Hồng Dân, nhiều mây có mưa dài nơi, ngày nắng nghiếu có lúc gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, cao nhất 28 độ. Và tại thị xã Giá Rai, nhiều mây có mưa dài nơi, ngày nắng nghiếu có lúc gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 23 độ, cao nhất 27 độ. Tại huyện Đông Hải, ngày nhiều mây, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, cao nhất 28 độ. Giá tại huyện Hòa Bình ngày nhiều mây, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, cao nhất 28 độ. Quyền Chính Lợi ngày nhiều mây, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, cao nhất 27 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 và cấp 8. Ngoài khơi sóng cao 2m đến 5m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 2 m xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1, thấp nhất 1m40 xuất hiện lúc 11 giờ ngày 8 tháng 1. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m75 xuất hiện lúc 11 giờ ngày 8 tháng 1, thấp nhất 0m66 xuất hiện lúc 4 giờ ngày 8 tháng 1. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.